Tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại các địa phương. Trong khi dịch lợn tai xanh vẫn diễn biến phức tạp tại 3 tỉnh là Quảng Nam, Long An và Quảng Trị, thì dịch cúm gia cầm thời điểm này cũng đã xuất hiện tại 5 tỉnh là Điện Biên, Kiên Giang, Khánh Hòa, Tây Ninh và Quảng Nam. Như vậy là tỉnh Quảng Nam đang phải đối mặt với cả dịch tai xanh và dịch cúm gia cầm, khi hơn 300 con gà tại một hộ dân ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh bị chết hàng loạt do nhiễm cúm H5N1. Hiện tỉnh Quảng Nam vừa phải triển khai giáo diết các biện pháp khống chế dập dịch lợn tai xanh, vừa phải dồn sức cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, hiện Trung ương cũng như tỉnh Quảng Nam chưa có cơ chế hỗ trợ nguồn vaccine tiêm phòng dịch cúm gia cầm. Người chăn nuôi phải tự bỏ tiền để mua, nên chỉ có số gia cầm của các trang trại có quy mô lớn được tiêm, còn với số lượng gia cầm còn rất lớn chưa được tiêm phòng. Hiện ngành thú y của tỉnh Quảng Nam đã cấp hơn 9.000 lít hóa chất để phun tiêu độc khử trùng, phân công cán bộ thú y giám sát chặt chẽ đàn gia cầm trên địa bàn, đồng thời vận động người chăn nuôi mua vaccine phòng dịch, đặc biệt là những hộ nuôi vịt chạy đồng và chăn nuôi nhỏ lẻ. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thì thời tiết thất thường như lúc này sẽ là cao điểm cho bùng phát các loại virus gây bệnh trên động vật.